bắt đối tượng giả mạo chủ kênh Phong Bụi TV để chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Cương sinh năm 1994, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 9 năm 2023, con trai bà Nguyễn Thị Lan là Phan Ngọc Hải sinh năm 2006, bị đối tượng trên mạng xã hội lừa sang làm việc trong một công ty tại Myanmar. Đối tượng yêu cầu bà Lan chuyển 360 triệu đồng để chuộc con về. Thời gian này, Cương biết fanpage Phong Bụi do ông Lê Văn Phong làm chủ thường xuyên đăng tải những video giải cứu người bị lừa đảo xin việc tại nước ngoài. Với ý định lừa đảo, Cương vào Facebook Phong Bụi để đọc bình luận. Khi thấy Facebook của Hải bình luận nhờ chủ kênh Phong Bụi TV giải cứu vì đang bị giam giữ tại Myanmar, Cương đã dùng một Facebook khác có tên Lam Thanh Phước để nhắn tin cho Hải. Cương đưa cho Hải hai số điện thoại, trong đó có một số của chủ kênh Phong Bụi thật, số còn lại là của Cương, với mục đích giả mạo Phong Bụi để lừa tiền. Cương còn lấy hình ảnh của chủ kênh này làm ảnh đại diện để tạo niềm tin. Sau đó cả hai kết bạn Zalo bằng số điện thoại của Cương. Đến tháng 11 năm 2023, Hải nhắn tin cho gia đình nói liên hệ với số điện thoại trên để nhờ giải cứu đưa Hải về. Lúc này, bà Lan liên hệ và kết bạn Zalo với Cương, tự xưng là Phong Bụi. Cương yêu cầu bà Lan chuyển trước 160 triệu đồng vào số tài khoản 10303335167 mang tên Lê Văn Phong, số còn lại 200 triệu, Cương nói sẽ ứng trước để đưa Hải về. Thấy số tài khoản trùng với tên của chủ Facebook Phong Bụi, nên bà Lan không chút nghi ngờ và nhờ cháu họ chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản trên. Cương xác nhận đã nhận được tiền và gửi cho bà Lan hình ảnh hóa đơn đã chuyển 250 triệu vào một số tài khoản khác, nói là người của đội hỗ trợ giải cứu hải đàn ở Myanmar. Bà Lan nhiều lần hỏi về cách thức giải cứu người thì Cương lấy nhiều lý do rồi trốn tránh, cũng không trả lại tiền. Do nghi ngờ nên bà Lan đã liên hệ với chủ kênh YouTube Phong Bụi TV rồi mới biết mình bị lừa. Sau khi bị bắt, Cương đã phối hợp với gia đình trả lại 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt của bà Lan. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!